Chào các bạn, rất vui hôm nay Hoàng Gia Trầm Hương Hô Guitar chúng tôi có điều kiện quay trở lại Hải Dương để tiếp tục review và quay cho các bạn những cây cảnh nghệ thuật ở triển lãm sinh vật cảnh Hải Dương năm 2023. Thì tôi đang đứng ở cái khu này là cái khu VIP nhất của triển lãm. Ở đây là tập trung tất cả những cây đình đám nhất. Số lượng ở cái khu này tôi nghĩ sẽ rơi tầm khoảng 200 cây. Tất nhiên đây con số thì đây là tôi ước lượng thôi nha. Rất hoành tráng. Ở ngay sát cái cổng chính vào cái khu biệt thự Đỉnh Long ở thành phố Hải Dương. Thế thì là cái khu này thì tập trung toàn những cây khủng thôi. Toàn những cây khủng. Thế nhưng mà nếu mà bạn nào mà hiểu biết về cây cảnh nghệ thuật sâu ấy và có thời gian để ý dài rồi ấy, thì với cái số lượng cây như này và cái chất lượng cây như này thì tôi nghĩ là các bạn sẽ lo cho sự phát triển của toàn bộ cây cảnh nghệ thuật miền Bắc giai đoạn tới hơn là vui. Thế thì tôi sẽ phân tích cái ý như vậy cho các bạn xem. Thế thì bây giờ nha, các bạn thấy này, ở đây có, các bạn thấy có hai cây. Đây là một cây này. Cây này là cây Xuân Thu. Tôi sẽ quay và tôi sẽ giải thích cho các bạn lý do tại sao vậy. Đó, đây là cây Xuân Thu này. Và cây thứ hai là cây Ngũ Đại Tướng Quân. Cả hai cây này thì đều có một cái đặc điểm. Các bạn có thấy có một cái đặc điểm gì không? Thứ nhất là cái bông tàn rất mỏng và thưa. Có nghĩa là cái thời gian làm bông tàn chưa được nhiều. Và theo như anh chủ cây anh giới thiệu, anh Tuấn ấy, Bonsai Tuấn Phương ấy, thì anh giới thiệu là cái năm 2016 thì cả hai cây này anh ấy đều hạ xuống về mo. Có nghĩa là chỉ tận dụng được mỗi cái đường cốt thân chính thôi, còn lại toàn bộ là tay cảnh cũng như bông răm là làm mới hoàn toàn. Đấy, cái cây này là cây Ngũ Đại Tướng Quân. Và cái tổng thể chiều cao của cái cây này từ cái mặt chậu lên ý, thì tôi nghĩ, để xem này, 1 này, 2 này, 3 này, tầm khoảng 1 mét. Đây, tức là phủ bì từ cái mặt chậu lên đến quả phúc kia tầm khoảng 1 mét. Thì còn chiều rộng thì hơn. Cũng như là cây Xuân Thu bên này cũng vậy, cũng cùng thời điểm hạ. Và gần như là về phôi trọc. Và anh em mất từ 2016 đến bây giờ, bây giờ là cuối 2023, mất 6 năm để làm lại toàn bộ tay cảnh bông răm. Và bây giờ nó thành hai cái tác phẩm là Xuân Thu và Ngũ Đại Tướng Quân. Thế còn lại tôi sẽ quay hết một lượt cho các bạn để các bạn xem tất cả đều là cây cổ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là các cái cây này đều được hoàn thiện rất lâu rồi, hoàn thiện từ tay cảnh bông răm. Đấy, tôi sẽ quay hết một lượt cho các bạn coi nhé. Đây, các bạn cứ nhìn bông răm ấy là các bạn sẽ biết được là cái thời gian hoàn thiện. Và cái lối làm là các bạn cũng biết được là sẽ làm xong ở cái giai đoạn nào. Đúng ạ.
Thế thì vậy là tại sao mà tôi muốn quay một lượt ở đây? Một phần là để cho review cho các bạn coi thôi. Nhưng một phần quan trọng này là các bạn có biết là từ cái thời điểm năm 2016 ở ngoài miền Bắc này có một cái trào lưu là phá hết cây hoàn thiện già về cây phôi, và nhiều cây là về phôi chọc, còn nhiều cây thì về phôi dở, đúng ạ, từ 2016 đến bây giờ. Thế thì là đến bây giờ là đúng 6 năm luôn, đúng 6 năm, và một cái cuộc triển lãm lớn ở Hải Dương, rất lớn, quy tụ là tầm khoảng, tôi thấy anh em nói chuyện là 1.300 cây mời, tức là mời chỉ định ấy. Thế còn cái số lượng thực tế mà anh em đem đến rất nhiều. Riêng cái số lượng cây hoàn thiện ấy, tôi ước lượng là cũng chắc phải rơi tầm khoảng 2.000. Có thể là mức hoàn thiện, có thể là chưa được, có một số tác phẩm thì chưa được hoàn thiện chuẩn chỉ lắm. Nhưng về cơ bản thì số lượng tầm khoảng 2.000. Tôi ước lượng thế thôi, chứ còn thực tế con số có thể là nó sẽ chênh lệch nhiều đấy. Chưa kể cây phôi. Có nghĩa là cái số lượng các cái phôi, rồi các cái sản phẩm, rồi các cái tác phẩm, các cây thành phẩm tham gia rất nhiều. Thế thì thực tế là tập trung ở đây là khó tập trung thành một chỗ và rải rác là nhiều nơi, bởi vì là cái khu này nó là cái khu biệt thự. Thế nên anh em chỉ trưng bày được ở hai bên đường thôi. Đó. Và rất ít ở những chỗ mà có thể tập trung được đông. Đó. Thế nhưng mà riêng ở cái khu mà cổng này này. Đây là cái khu cổng chính vào cái khu biệt thự Đình Long. Thì có một cái quảng trường khá là rộng. Đó. Thế nên là cái lượng cây ở đây tập trung, tôi ước lượng được tầm khoảng 200 cây lớn và cỡ trung. Và hầu hết là những cây đình đám, cây nổi tiếng, cây có thương hiệu của các nhà vườn lớn ở các tỉnh. Đó. Thế thì cũng khá là đa dạng về chủng loại cây, cũng như là về dáng thế. Đấy, các bạn nhìn thấy, ví dụ đây là xi này. Nhưng mà phần lớn thì vẫn tập trung là xanh thôi. Đó. Thế nhưng mà trừ hai cây Xuân Thu với lại cây Ngũ Đại Tướng Quân, thì các cái cây ở đây hoàn thiện, thế nhưng mà là những cây cổ và hoàn thiện được rất lâu lắm rồi. Có một số cây thì là làm lại bông tàn thôi. Ví dụ như cây này. Đó. Thì bông tàn còn thưa. Thế nhưng mà về cơ bản là cốt cây và cái đường chạy chính của tai cảnh với lại chi dặm với địa chi thì là giữ nguyên. Không thay đổi gì. Chủ yếu là làm lại bông tán. Thế vậy là có một cái vấn đề như này này. Là cái giai đoạn từ 2016 đến bây giờ ấy, hàng bao nhiêu nhà vườn phá bao nhiêu cây cổ về mo, thì các cây nó đi đâu về đâu? Nó đi đâu về đâu? Các bạn có thấy lo không? Có nghĩa là sao? 6 năm rồi không làm ra được tác phẩm hoàn thiện bao nhiêu cả. Ít quá. Đấy, tôi đi được một nửa rồi đấy. Tôi vừa đi và tôi vừa nói cho các bạn. Để gọi là chúng ta bàn một chút đi. Tôi đã đi được một nửa rồi. Và tôi sẽ đi lốt để quay lướt cho các bạn hình dung ra thực tế là những cây đình đám mà triển lãm thì
bản chất nó là những cây như thế nào. Tôi thấy hơi giật mình. Tôi thấy hơi giật mình luôn. Tức là ý tôi đang nói câu chuyện ấy, cây cổ là cực kỳ quý. Quý lắm ấy. Bởi vì tại sao? Hàng bao nhiêu năm và có khi là mấy đời người mới làm ra được một cây như này. Đúng không ạ? Và càng ngày thì giá trị của cây cổ sẽ càng cao, bởi vì là có năm có tháng cây nó sẽ càng ngày càng mịn, và tuổi càng cao thì giá trị nó sẽ càng lên. Thế nhưng mà tôi đang nói cái ý buồn nó là buồn như này. Nó là buồn như này này. Thế thì 5, 6 năm nữa hay 10 năm nữa, liệu liệu là được bao nhiêu cây mà phá từ giai đoạn 16 hoàn thiện được tiếp ở các cái nhà vườn mà đang nuôi, đang chăm sóc, rồi đang buôn bán, liệu được thêm bao nhiêu cây? Vậy các bạn có thấy lo không? Có nghĩa là nếu giả sử những cái cuộc triển lãm này ấy, mà không có cái dàn cây cổ này, thì được còn có hai cây là cây Xuân Thu và cây Ngũ Đại Tướng Quân à, ở cái chỗ sân VIP này. Thế vậy một cái thực trạng, một cái thực trạng mà tôi nói các bạn nhà vườn, các bác nhà vườn, các anh nhà vườn, các chú nhà vườn, các bác nhà vườn, và đặc biệt là các nghệ nhân cây cảnh nghệ thuật, đừng buồn. Và hãy nhìn vào cái thực tế này, là các mọi người đang chạy theo danh hão nhiều quá, và cái thực tế nó quá xa so với những cái mà anh em đang tưởng. Có nghĩa là sao? Mọi người luôn luôn tự hào mình là giỏi, mình là có thể làm ra được các tác phẩm đẹp, nổi tiếng, và để đi triển lãm và đi thi đấu. Và chúng ta không cần phải học ai hết, và ai cũng có cái tôi rất to, mình luôn luôn là nhất, đúng không? Thế nhưng mà cái kết quả là bao nhiêu phôi, tôi nghĩ có khi phải đơn vị, có khi phải đến cả trăm ngàn phôi lùn lực được chém ra, cốt rất già, cốt rất quý. Và cũng tương đương với cái số lượng cây như vậy hoàn thiện và già bị giết bỏ, phá bỏ. Thế nhưng mà đến bây giờ cái số lượng cây hoàn thiện để đem đi thi đấu được đếm trên đầu ngón tay. Các bạn thấy sợ không? Các bạn thấy sợ không? Tôi thấy thực sự là sợ và buồn luôn ấy. Cái cây cảnh nghệ thuật nó không có lỗi. Cái giá trị của cây nó luôn luôn được khẳng định. Thế nhưng mà phần lớn là mọi người đang giết nó, đang phá hủy nó bởi chính cái tôi của mình và chính những cái tính toán thương mại ngắn hạn. Còn chiến lược dài hơi thì không có, và chạy theo một cái xu thế rất dở. Đấy, tôi đi đúng một vòng thì các bạn nhìn cái số lượng cây, tôi nghĩ tầm khoảng 200-250 cây. Nhưng mà trừ hai cây của Bonsai Tuấn Phương ra thì tất cả các cây còn lại đều là cây cổ. Hầu như là các nhà vườn chỉ phải cắt dăm, nhặt dăm hàng năm, hoặc là nếu có làm ấy, thì cũng chỉ làm lại bông, làm rất đơn giản. Thế còn là không xuất hiện một cái cây mới nào từ cái giai đoạn phá phôi ngoài hai cây của nhà vườn Bonsai Tuấn Phương.
Thế vậy là các bạn thấy, nhìn một cái thực trạng đáng lo chưa? Rất đáng lo đúng không? Thế này mà chúng ta lại cứ hô hào là đi hội nhập bonsai quốc tế, với lại là đi theo những cái trường phái này, trường phái kia. Bây giờ cái nội tại, cái bản chất của cây cảnh nghệ thuật của Việt Nam, của miền Bắc, các bạn còn chẳng chủ động được, còn chẳng nắm được kỹ thuật, chẳng làm được. Thế thì hội nhập làm sao được? Làm sao mà có thể kết hợp giữa bonsai quốc tế với lại cây cảnh nghệ thuật của miền Bắc? Đây, các bạn nhìn này. Bonsai Tuấn Phương mất đúng 6 năm để làm ra hai cái tác phẩm này. Và hai cái tác phẩm này được bày ở cái khu VIP nhất của triển lãm. Và rất nhiều anh em đến đây đều phải là trầm trồ ngưỡng mộ hai cái tác phẩm này. Mặc dù là các bạn nhìn thấy cái bông tàn nó rất thưa nha. Cây này thì còn đỡ. Cây kia thì cũng hòm hòm thôi. Chưa phải là bông tàn ngon nghẻ, dày. Thế nhưng các bạn nhìn. Đây. Cốt cách anh em làm. Đúng không? Thế vậy cái điều này thì nó khẳng định cái gì? Nó khẳng định cái tay nghề của bên nhà vườn của bonsai Tuấn Phương ấy. Các bạn ấy cao quá. Cao hơn quá nhiều so với cái mặt bằng chung bây giờ. Đúng ạ. Đấy, tôi đánh giá công tâm nha. Nếu không có cái cuộc triển lãm này ấy, thì có thể là tôi nói mọi người bảo là phiến diện, là đánh giá không chuẩn chỉ. Thế nhưng mà các bạn này, nghĩ này, bây giờ có cái cuộc triển lãm này thì tất cả các cây gọi là chủ vườn của các nhà vườn mang đi, đúng không? Các cái chủ vườn chắc chắn là sẽ mang đi cái triển lãm này, trừ những nhà vườn nào không tham gia. Ví dụ sử như là một số anh em ở trên Phú Thọ không tham gia. Thế nhưng mà cái số ít thôi. Còn phần lớn các nhà vườn ở miền Bắc này mà được mời đều mang cây đi, và đều mang cái số lượng cây nhiều hơn cái lượng được mời luôn. Thế và anh em trên bên ban tổ chức ấy, cũng lọc rất cẩn thận phân khu để cho người xem nó dễ dàng xem từng cái phân khúc cây, đúng không? Thế thì cái khu này là cái khu VIP, có nghĩa là những cây đỉnh nhất vườn ở các cái vườn là đều tụ tập ở đây rồi. Có những nhà vườn có một cây, có những nhà vườn có một vài cây. Đó. Đây là cây này, là cây Ngũ Đại Tướng Quân này. Đó. Thế tôi quay lại cái cây Xuân Thu này. Thế thì đây là tôi muốn tản mạn một chút, tại vì như này. Tôi thấy là các bạn YouTuber khác ấy, khen nhiều quá. Khen thực sự nhiều. Tôi có khen thêm nữa chẳng thấy có vấn đề gì. Đây là một với thứ hai anh nhỉ. Vấn đề là khen cuối cùng để làm cái gì? Đúng không? Vậy tốt nhất là ta cứ hãy nhìn vào cái thực tế đi. Cái thực tại đi. Các cây của các bác rất đẹp. Rất giá trị, rất cao. Thế nhưng bản chất là những cây là những cây đang kế thừa của các cụ đã làm cách đây mấy chục năm đấy chứ. Có những cây hàng trăm năm, có những cây hàng hơn trăm năm. Chứ có phải là các nhà vườn làm ra đâu. Đúng không? Thế còn hàng trăm ngàn cây phôi phá ra từ 2016 đến bây giờ. Nó vẫn đang đắp chiếu ở các nhà vườn đấy chứ. Nó vẫn đang không biết đi đâu về đâu ấy chứ. Có thể là ở một số nhà vườn là đã đi được một số các cái chi tiết rồi. Có thể là được một phần cái bộ gọng rồi. Thế nhưng mà chưa hoàn thiện. Chưa hoàn thiện. Tôi không có ý nói là tất cả các nhà vườn đều không làm được. Nhưng tôi muốn nói là so sánh cái tay nghề, cái trình độ. Thế tại sao mà bonsai Tuấn Phương người ta làm cây to nhỉ? Một cây rất to.
cây này thì còn nhỏ hơn, cây Xuân Thu này thì còn nhỏ hơn cây cây Ngũ Đại Tướng Quân. Người ta cũng chỉ mất có 6 năm để người ta làm thành cây hoàn thiện. Từ cây phôi chọc, khi người ta cắt ra là phôi chọc. Và tôi thấy là anh, cái hôm khai mạc triển lãm, anh Tuấn, anh ấy đại diện cho nhà vườn bonsai Tuấn Phương, giới thiệu về hai tác phẩm này rất kỹ. Và rất nhiều người đã theo dõi cái buổi đó. Thì rất tiếc là tôi hôm ấy tôi lại bận, tôi lại không theo dõi, không quay được. Thế nhưng mà hôm nay là nhìn đúng một cái thực tế này nên tôi quay, và tôi nói đúng từ cái thực trạng luôn, không thêm không bớt nhé. Đó, đúng không? Đây các bạn nhìn. Đấy, tôi đi hết một lượt 200 cây ở khu VIP. Thì ngoài hai cây này ra thì toàn là các cây cổ thôi, cực kỳ quý. Thế nhưng mà đấy là các nhà vườn đều đang gọi là kế thừa đấy, thừa kế lại những cái cây cổ của thời các cụ các ông để lại chứ. Chứ có phải là các bạn làm ra đâu. Thế thì nếu mà cái tình hình như này mà nó cứ tiếp diễn mãi thì tôi hỏi các bạn là liệu các bạn có hội nhập được cái vườn này vườn kia ở ngoài miền Bắc không? Chứ đừng nói là các bạn đòi hội nhập quốc tế, không có đâu. Và chính những cái này ấy, là các bạn sẽ bị đào thải rất nhanh. Vì như này này, bây giờ ấy, người chơi mới, lứa chơi mới bây giờ là trẻ và tiếp cận rất nhanh, thông tin rất nhanh, và các bạn có thông tin đa chiều, cũng như là cái trình độ ngoại ngữ rất tốt. Cái mạng xã hội bây giờ rất phát triển, các bạn ấy tiếp cận các thông tin cực kỳ nhanh và chuẩn xác, và các bạn ấy có khả năng lọc thông tin. Các bạn biết, các bạn ấy sẽ biết là các thông tin nào là cái thông tin chuẩn và thông tin nào là thông tin không chuẩn, để các bạn ấy chọn mặt gửi vàng ấy. Tức là chọn nhà vườn để các bạn ấy mua cây về, các bạn ấy chơi và các bạn ấy làm, cũng như là các bạn sẽ chọn, biết chọn ai, chọn thầy để học. Và nó trắng phớ luôn câu là các bạn ấy biết chọn kênh YouTube để các bạn ấy xem. Tôi không nói là kênh của tôi là số 1, tôi không dám nói, bởi vì kênh của tôi là bây giờ nếu mà so với các kênh YouTube khác về bonsai ấy, là kênh non trẻ nhất. Cái lượng sub của tôi, của kênh của tôi làm đến thời điểm này, ngày hôm nay mới có khoảng 1.900, chưa được 2.000 sub đâu. Là một kênh nhỏ bé nhất trong tất cả các kênh review về bonsai và các ngành nghệ thuật. Thế nhưng mà kênh của tôi ấy, là chuyên về kỹ thuật thôi. Tôi không đi theo cái hướng xa đà về review quảng bá nhiều, mà tôi tập trung rất nhiều vào một cái thực tế là các bạn yêu cây, thế nhưng mà chưa biết làm cây, các bạn cần học hỏi. Và những các bạn mà mới vào cây, mới làm, chưa rành, các bạn cũng rất cần học hỏi. Thì cái mục tiêu của tôi xây ra cây này nó là như vậy. Và tôi nghĩ là nếu mà cái kênh này của tôi phát triển tốt thì tầm 5 năm đến 10 năm nữa, chắc chắn là những cái lứa mới mà các bạn ấy follow và theo dõi cái kênh của tôi sẽ thành những người thợ cây giỏi. Tôi chỉ nói các bạn ấy sẽ thành những người thợ cây giỏi, chứ tôi không dám kỳ vọng các bạn ấy thành nghệ nhân, mà tôi cũng chẳng quan trọng là các bạn đã thành nghệ nhân. Mà tôi chỉ cần quan trọng là các bạn ấy thành những người thợ cây giỏi và làm được ra những tác phẩm đẹp, có giá trị cao, thế là ok rồi. Còn nghệ nhân hay không nghệ nhân đối với các bạn ấy không quan trọng, bởi vì người ta rất thực tế. Đó, thì tôi muốn phân tích và tôi muốn chia sẻ với các bạn về một cái vấn đề như vậy, và để cho các bạn hiểu là cái trình độ về cây của các bạn nó đang ở cái mức nào. Và trong tương lai, nếu giả sử như là các bạn muốn nâng cấp
muốn có thể là hòa nhịp được với lại những anh em chuẩn chỉ ở những cái vườn khác thì các bạn sẽ phải làm gì? Thì đấy là cái quyền của các bạn. Cái này là tôi không có ý dạy các bạn, mà tôi chỉ đưa ra một thực trạng và tôi bình luận vậy thôi. Thế còn cái quyền chọn lựa và quyền quyết thì nó vẫn là ở phía các bạn thôi. Đó. Thì cái clip này nó hơi tàn mạn một chút. Và tôi cũng không tập trung quay vào chi tiết nhiều. Và tôi chỉ quay lướt tất cả 200 cây, chỉ lướt trong vòng mười mấy phút để các bạn nhìn. Đó. Rất đơn giản. Và là một cái clip mà tổng hợp luôn về cái thực trạng của cây cảnh miền Bắc đến bây giờ nó đang ở tầm nào. Và tôi nghĩ là trong tương lai ấy, thì những nhà vườn như Bonsai Tuấn Phương sẽ rất mạnh. Bởi vì lý do sao? Họ có cái kỹ thuật thực sự, họ có trình độ thực sự và họ có tầm nhìn xa, tầm nhìn vĩ mô. Đó. Thế thì đây là tôi phân tích rất công tâm nhé, không thiên vị ai cả, đúng không ạ? Bởi vì tôi quay hết một lượt xong rồi tôi mới phân tích, chứ tôi không chú trọng vào bất kỳ một cây nào. Và các bạn thấy là một cái tỷ lệ 2 cây trên khoảng 200 cây, có nghĩa là cái tỷ lệ có 1% thôi. 1% thôi. Thì nếu mà giả sử nhà bây giờ chỗ này mà lên đến 5.000 cây thì tôi nghĩ là vẫn chỉ có 2 cái cây này. Thì vậy là cái tỷ lệ nó còn giảm xuống kinh khủng khiếp luôn. Nó giảm xuống kinh khủng khiếp luôn. Đó. Thế thì cái câu chuyện của 6 năm về trước, câu chuyện phá phôi thành lùn lực, cái câu chuyện hoài bão để đi theo đường lối bonsai quốc tế của các bạn, cây cảnh nghệ thuật miền Bắc kết hợp bonsai quốc tế để hội nhập, nếu cứ duy trì cái tình trạng như 6 năm vừa rồi thì tôi hỏi các bạn là liệu có hội nhập được không? Liệu có hội nhập được không? Chẳng bao giờ luôn. Không bao giờ luôn. Đó. Thế thì đây là hai cái tác phẩm hoàn thiện của nhà vườn bonsai Tuấn Phương mà chuẩn đi theo lối cây cảnh nghệ thuật kết hợp với lại bonsai quốc tế theo cái lối cây lùn lực. Theo lối cây lùn lực. Và tôi hy vọng là sau clip này của tôi ấy, thì có rất nhiều bạn, rất nhiều các anh, các bác, các chú, các chủ nhà vườn, các anh em làm cây, các anh em thợ cây, rồi các nghệ nhân sẽ nghĩ lại và đánh giá chính xác là mình đang ở vị thế như thế nào. Và các bác, các anh, các chú, các bạn sẽ đưa ra cái kế hoạch tương lai cho mình. Tôi hy vọng là sau khoảng 5 năm nữa, ngoài nhà vườn bonsai Tuấn Phương thì sẽ có thêm được những nhà vườn khác có được những cây nó hoàn thiện theo chuẩn cây cảnh nghệ thuật theo hướng bonsai quốc tế, cây lùn lực, cây bền vững. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.